Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 25 tháng 9 và ngày 26 tháng 9. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lục địa có cường độ suy yếu, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ suy yếu và mờ dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, gió mùa Tây Nam có cường độ giảm dần. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2 có lúc cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, ngoài khơi sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thủy văn. Mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m65, xuất hiện lúc 7h30 ngày 26 tháng 9, thấp nhất âm 1m1, xuất hiện lúc 15h30 ngày 26 tháng 9. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m97, xuất hiện lúc 14 giờ ngày 26 tháng 9, thấp nhất 0m94, xuất hiện lúc 2 giờ ngày 26 tháng 9. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.